Mình sẽ hướng dẫn các bạn xóa tài khoản xác lây để đăng nhập tài khoản khác. Đầu tiên các bạn hãy vào mục cài đặt, rồi bạn vào mục tài khoản, bạn vào mục chữ quân lê, bạn bấm vào tài khoản, rồi bạn bấm ba phím ở cùng ở trên màn hình. Bạn bấm chữ xóa tài khoản để mình cho các bạn coi là mình đã đăng nhập tài khoản xác lây rồi. Đây, đã đăng nhập tài khoản rồi nha. Rồi mình quay lại với cài đặt hồi nãy, mình xóa tài khoản rồi, tài khoản mình quay lại xác lây. Đây, tài khoản đã được xóa. Và nhập email tài khoản khác. Chúc các bạn thành công.